Vâng, xin chào tất cả khán thính giả đã quay trở lại chương trình Thông tin Người Nổi Tiếng. Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh YouTube này là của chúng ta, nên quý vị và các bạn có thể like, subscribe và chia sẻ thoải mái nha quý vị nha. Vâng, Lam Phương có vợ vẫn ôm tình bơ vơ với danh ca Bạch Yến. Từng có nhiều chuyện truyền miệng xoay quanh tình cảm của nhạc sĩ Lam Phương dành cho danh ca Bạch Yến, cũng như sự ra đời một loạt tình ca bất hủ trong giai đoạn ấy. Trước đây Lam Phương từng yêu Bạch Yến đắm say, mối tình đầu hoa mộng đã không thành vì Bạch Yến từ chối, mặc cho Lam Phương đã bắt đầu thành danh và trở thành thần tượng của nhiều cô gái Sài Gòn. Túy Hồng, người vợ kết hôn với Lam Phương từ năm 1959, có ghen nhưng không thể hiện điều đó ra ngoài. Có lẽ bà hiểu rằng mất đi những cái tình yêu trong trái tim đa cảm của chồng thì Lam Phương khó viết được nhạc tình nữa. Bà tôn trọng không gian riêng trong tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn của chồng mình. Trở lại với Bạch Yến, sau mà thành công của Đêm Đông, con chim yến trắng quyết định bay cao, không cam phận hát mãi ở sân khấu Sài Gòn. Năm 1961, Bạch Yến mới 19 tuổi, có chút vốn liếng, kinh nghiệm và cả tài chính từ những năm thác hát trong ban nhạc Philippines của ông bầu Eli Javid, đã quyết định sang Pháp du học về thanh nhạc. Bạch Yến ra đi, bỏ lại sau lưng quá khứ chán trường, nghèo khó với cái tuổi thơ gia đình tan vỡ. Cả trận hỏa hoạn thiêu rụi cái ngôi nhà duy nhất mà cô nương nấu vào năm 1954 cũng đáng để xóa nhòa trong cô. Cô cũng cố quên những cái chuỗi ngày mất mới 12 tuổi đã cùng đứa em trai 9 tuổi biểu diễn mô tô trong cái lòng được mô tả như cái ống cống bay kiếm tiền, mà hậu quả là vụ tai nạn xích lấy đi sinh mạng sống của hai chị em. Bạch Yến rũ bỏ được tất cả quá khứ tuổi khổ của mình thì Lam Phương ôm cái khung trời hoài niệm người tình thở xua. Cảm tác biệt ly nhúm đầy các cái trang nhạc của Lam Phương trong cái giai đoạn này. Cuộc chia ly dẫu chỉ dành cho Bạch Yến cũng đã mở ra rất là nhiều cuộc chia ly về sau trong cuộc đời người nghệ sĩ đa đoan. Thời kỳ này thì ông viết bài Tình Bơ Vơ, Thu Sầu Phút Cuối, Chờ Người, Xin Thời Gian Qua Mau. Lam Phương chưa từng nói các ca khúc này sáng tác cho Bạch Yến. Bạch Yến cũng phủ nhận mình là hình ảnh, là nguồn cảm hứng của các bản nhạc ở cái giai đoạn này của Lam Phương. Tuy vậy, từ năm 1961, mong thời gian mà Bạch Yến ra nước ngoài tu nghiệp á, Lam Phương đã viết các ca khúc trên. Trả lời phỏng vấn nhà báo Hoàng Nguyên Vũ trong cuốn Thân Phận và Hào Quang thì nữ danh ca Bạch Yến cho biết Túy Hồng nhiều lần nói rằng hàng trăm sáng tác của Lam Phương là dành cho Bạch Yến. Người đàn bà đầu ấp tay gối luôn có những cái nhạy cảm trước cái sự mà khác thường từ nơi chồng. Bạch Yến cũng thổ lộ bà đã từng từ chối lời cầu hôn của Lam Phương và nhận lời kết hôn với nhạc sĩ Trần Quang Hải, con trai giáo sư Trần Văn Khê, chỉ sau 24 giờ quen nhau. Lam Phương đã có những cái tình cảm rất thân tình trong gia đình của Bạch Yến, và nhạc sĩ Trần Quang Hải cũng dành cho Lam Phương sự quý mến đặc biệt. Cuộc đời đã đáp lại một chút hoài vọng thành công của Bạch Yến khi mà tại châu Âu cô liên tục có đất diễn và thu nhập ổn định. Nhưng rồi ở trời Tây, việc một nữ ca sĩ gốc Á hát hay thì cũng chỉ là một gương mặt xa lạ trong nền âm nhạc khắt khe và kinh viện. Hai năm sau, cô trở lại Việt Nam và trụ ở cái phòng trà tự do của ông Ngô Văn Cường, một người từng sống lâu năm ở Pháp. Bây giờ Bạch Yến đã bước sang tuổi 21 và đã trải qua 7 năm sống đời ca hát với những cái thành công rực rỡ. Cô được nhiều phong trào, vũ trường mời gọi.
Và vẫn với cái lời kể của Bạch Yến qua cuộc phỏng vấn trong cuốn Thân Phận và Hào Quang, cô cho biết năm 1965 thì Sullivan mời Bạch Yến sang Mỹ. Các chương trình biểu diễn của Sullivan lúc ấy cực kỳ ăn khách, giới thiệu tất cả những cái ban nhạc và ca sĩ hàng đầu của Mỹ, Anh và thế giới. Có show thu hút đến 35 triệu người xem. Bạch Yến lên hát show này và rồi được mời nán lại lưu diễn khắp Mỹ Châu thêm 12 năm nữa, bên cạnh những cái nghệ sĩ mà lừng danh của Hoa Kỳ như là Bob Hope, Bing Crosby, Bass Boners. Có thể nói Bạch Yến là một ca sĩ Việt Nam duy nhất hiện diện bên cạnh những cái nghệ sĩ quốc tế trong hơn thập niên qua. 2 năm ngắn ngủi ở Việt Nam, với ra đi và trở về rồi lại ra đi, Bạch Yến đã treo lên một khuôn nhạc Lam Phương những cái nốt sầu dịu vợi. Lần cuối cùng ấy Lam Phương gọi là tình bơ vơ. Ngày nào mình yêu, anh đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần tha hương, em khóc cho đời viên sư. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa. Đúng như những lời mà nhà văn Nguyễn Đình Toàn nhận xét về ca từ của Lam Phương trong cuốn Bông Hồng Tạ Ơn. Lam Phương không phải là người có ưu thế viết lời ca, nhưng ông giữ được sự trung thực, không có viết những cái lời mới mẻ, nhưng tựu chung là chẳng có ý nghĩa gì như một số người khác đã làm. Công chúng yêu nhạc Lam Phương á đã rất có lý khi mà yêu tình bơ vơ và còn hát mãi cho đến ngày hôm nay, bất kể trong nước hay là hải ngoại. Bản nhạc có lời ca giản dị kể chuyện nhưng vẫn mang đậm về dự cảm một số định mệnh chuyển sứ, mở ra cái kết cục cuối cùng là tình bơ vơ. Tình bơ vơ á, thuần tí là một bản tình ca, nhưng hiếm có bài hát nào số phận trớ trêu và lặng đặng như ca khúc này. Vâng, Lam Phương thì cha đẻ của gần 160 nhạc phẩm mà phần nhiều trong số được khán giả Việt Nam thuộc lòng như là Một Mình, Biển Tình, Ngày Buồn, Cỏ Úa, Thu Sầu, Tình Như Mây Khói. Cuốn sách Lam Phương Trăm Nhớ Ngàn Thương do tác giả Nguyễn Thanh Nhã chấp bút kể nhiều hơn cái chuyện mà bếp núc xoay quanh cuộc đời đào hoa, nhưng không thiếu trắc trở bể bàn của cái vị nhạc sĩ tài danh này. Thông qua tình sử với các bóng hồng đi qua đời ông, khán giả sẽ hiểu hơn vì sao những tình khúc bất hủ được ra đời. Vâng, cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái video, và chúng ta sẽ cố gắng thêm một cái thông tin về Lam Phương, nhạc sĩ Lam Phương tiểu sử như thế nào nha các bạn nha. Vâng, cái tên Lam Phương không còn xa lạ với khán thính giả. Lam Phương sinh ngày 20 tháng 3 năm 1937, tên thật là Lâm Đình Phùng, là một nhạc sĩ tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam với gần 160 tác phẩm. Lam Phương sinh ra ở cái làng Vĩnh Thanh Vân, quận Châu Thành, tỉnh Rạch Giá, hiện nay là phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nội tổ của ông là người gốc Hoa, bỏ nước sang Việt Nam lập nghiệp trong cái đợt di dân ồ ạt của người Hoa chống đối nhà Mãn Thanh. Đời ông nội của cô đã bắt đầu lai Việt Nam, và đến đời cha của Lam Phương thì chẳng còn dấu vết gì của người Hoa nữa. Lam Phương á, là con đầu lòng, lớn lên với mẹ và 5 người em trong một cái cảnh nghèo nàn sát. Cha ông đã bỏ đi theo người đàn bà khác từ lúc anh còn nhỏ. Năm 10 tuổi, mẹ gửi ông lên Sài Gòn học, sống ở nhà người bác ruột. Ông bắt đầu tự mày mò học nhạc, rồi may mắn được nhạc sĩ Hoàng Lan và nhạc sĩ Lê Thương chỉ dẫn. Ca khúc đầu tay của ông là Chiều Thu Ấy, viết vào năm 15 tuổi. Ông vay tiền của bạn bè để mướn nhà in nhạc, sau đó thuê xe chở nhạc để bán lẻ khắp Sài Gòn. Thời gian đầu sáng tác, ông gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính, vì thường xuyên phải vay tiền của những người bạn của mình để tự phát hành các tác phẩm âm nhạc
thành công với tác phẩm đầu tay, Lam Phương càng miệt mài sáng tác. 3 năm sau thì Lam Phương tung ra hàng loạt ca khúc viết về quê hương, trong đó nổi tiếng nhất là khúc ca Ngày Mùa, được hầu hết các trường học ở đồng bằng sông Cửu Long chọn để dạy cho học trò ca múa. Bút danh Lam Phương là do ông tự đặt từ hai chữ tên thật của mình là Lâm Phùng, có nghĩa là hướng về phương trời màu xanh hy vọng. Năm 1958 thì Lam Phương nhập ngũ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trở về dân sự một thời gian sau thì được lệnh tái ngũ, gia nhập đoàn văn nghệ Bảo An. Sau khi đoàn này giải tán thì ông tham gia ban văn nghệ Hoa Tình Thương, và sau cùng thì biệt đoàn văn nghệ Trung ương cho đến ngày Sài Gòn thất thủ. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông và gia đình lên tàu Trường Xuân để tị nạn mà không kịp mang theo tài sản gì. Sau đó ông được chuyển đến định cư tại Hoa Kỳ, nhưng ông lại chuyển về Texas rồi California. Để có tiền nuôi vợ con thì Lam Phương phải làm đủ thứ nghề, từ lau nhà, dọn dẹp cho cái hãng xe, đến những cái việc nặng nhọc như là thợ mài, thợ tiện. Sau khi cuộc sống nơi xứ người dần ổn định, cứ mỗi tuần ông cố gắng thu xếp thuê một cái quán ăn làm sân khấu ca nhạc kịch để bạn văn nghệ gặp với nhau, để Túy Hồng và ông có cơ hội sống lại với nhạc kịch. Sau khi mà ly dị với Túy Hồng thì ông rời sang Paris, Pháp. Sang đây ông làm công cho một tiệm tạp hóa và quét dọn, đóng gói, khuôn vác. Cho đến một ngày ông gặp được người, một tình yêu mới, và ông đã kết hôn với người phụ nữ tên Hường. Thế nhưng người này rồi cũng bỏ ông đi theo người khác. Năm 1995, Lam Phương trở về Mỹ và kết hôn với một phụ nữ khác. Đầu năm 1999, ông bị tai biến mạch máu não và liệt nửa người. Thời gian này, ông gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng cũng nhận được vô vàn tình cảm. Từ chuyện người em gái bỏ cả cửa hàng ăn bên Pháp để bay sang Mỹ chăm sóc cho anh, đến chuyện một người yêu nhạc từ bên Úc mua cho ông một căn nhà và ngày nào cũng gọi điện để bắt ông phải nói chuyện. Bà còn đến tận nơi vứt chiếc xe lăn ra xa để bắt ông tự đi. Những tình cảm đó giúp nhạc sĩ Lam Phương dần dần bình phục, tuy nhiên không thể được như xưa. Lần xuất hiện gần đây nhất là tháng 8 năm 2016, ông cùng đoàn nghệ sĩ của Trung tâm Thúy Nga sang Singapore thực hiện chương trình Tình Ca Lam Phương in Singapore. Vâng, phải nói rằng là rất là nhiều tác phẩm của Lam Phương, rất là nhiều, không thể nào mà diễn tả hết được và kể ra hết được. Vâng, phải nói rằng là đây là một nghệ sĩ tài hoa, tuy nhiên nhạc sĩ cũng có những cái câu chuyện, có những cái phải nói rằng quá trình mà để có được ngày hôm nay thì Lam Phương cũng là một người khá là nỗ lực và lận đận trong những chuyện tình yêu, chuyện gia đình và hoàn cảnh cuộc sống nữa. Dù sao thì cũng mong ông giữ gìn sức khỏe, chúc ông sức khỏe, chúc các fan hâm mộ của Lam Phương sức khỏe, và mong Lam Phương có những tác phẩm mới để cống hiến với cộng đồng cũng như là người hâm mộ trên toàn thế giới. Chúc các bạn sức khỏe, nhớ like và subscribe ủng hộ kênh YouTube nha các bạn. Mình nói ngoài lề chút xíu nha các bạn thông cảm nha, dạo này giọng của mình nó hơi nặng, nó thật sự là mình cố gắng lắm mà thay đổi, nhưng mà cái giọng đọc của mình nó nặng. Đúng, mình thừa nhận là nó rất là nặng, còn bên cái mùi phèn nha các bạn ha. Nó theo kiểu miền Trung nha các bạn ha. Nó còn nặng cái mùi phèn ha, anh em quý chị vậy thông cảm nha. Nhiều khi mình nói anh em nói vậy nói nghe không có được ha. Nhưng mà cái giọng của mình là nó phải như vậy, là nó như vậy, mình không có thay đổi, mình không có muốn thay đổi nha quý vị. Quý vị thông cảm nha, chúc quý vị sức khỏe.